Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 6, ngày 18 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 18 tháng 2 năm 2022, tức ngày 18 tháng 1 âm lịch, ngày Nhâm Dần, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, canh thân, bình dân. Tuổi hợp trong ngày, ngày Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hòa cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Hướng tốt xuất hành sẽ là hướng Nam và hướng Tây. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi may mắn hơn người trong ngày thứ 6 này sẽ là các tuổi Dần, tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 18 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, thủy sinh mộc báo hiệu một ngày đầy hạnh phúc với người tuổi Tý trên phương diện tình duyên. Nếu còn độc thân, bạn sẽ nhận được nhiều sự yêu mến và săn đón của bạn bè khác giới. Bạn nên suy nghĩ cởi mở hơn và cho người trưởng thành lại gần hơn với mình. Còn giáp này, không nên để những tổn thương trong quá khứ ám ảnh quá lâu khiến cho mình bỏ lỡ cơ hội đón nhận những tình yêu mới. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, kiếp tài ngăn trở lại khiến cho những kế hoạch của bạn khó tiến triển thuận lợi như mong muốn. Bạn cần bình tĩnh để quan sát và đánh giá nguồn gốc vấn đề, từ đó tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, dễ vướng phải những điều không mong muốn. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, công việc tiến triển không thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, hãy bình tĩnh nhìn nhận và đánh giá vấn đề. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, nhận được sự yêu thương của nhiều người. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận hạnh phúc. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, trình quan chiếu mệnh, người tuổi Sửu có cơ hội gặt hái thành công ngay trong ngày. Bạn tìm ra hướng đi mới và dũng cảm thử sức, vì thế mà bạn sẽ nhận được thành tích vô cùng xứng đáng. Mọi người xung quanh cũng sẽ vô cùng ngưỡng mộ về bạn. Người làm lãnh đạo cũng nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp và cấp dưới. Hãy dành thời gian để quan tâm hơn đến mọi người, như vậy thì bạn sẽ nhận ra đâu là điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên, từ đó sắp xếp được đúng người đúng việc. Tiếc rằng mộc khắc thổ lại cho thấy những dấu hiệu không mấy yên bình trong mối quan hệ của bản mệnh. Có lẽ bạn đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao nên mới thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia như vậy. Hãy thử một lần lắng nghe đối phương. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, khẳng định được giá trị của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, nhận được sự yêu mến và tôn trọng của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, dũng cảm thử sức ở những lĩnh vực mới. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, quan hệ vợ chồng không mấy hài hòa. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, hãy hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe mọi người. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Dậu, Hợi. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi hàng ngày, thực thân bàn phúc, người tuổi Dần sẽ có một khoản tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên hợp đồng tới tay tới tấp. Nhân thời điểm thuận lợi, bạn cũng có thể thử sức mình ở những lĩnh vực mới, nhờ đó mà khám phá ra những năng lực còn ẩn giấu của mình. Bạn đừng chỉ nên thỏa mãn với những gì mình đang có mà hãy tham vọng để tiến xa hơn. Tuy nhiên, mộc vượng lại khuyên bạn, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy thì bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức gây ảnh hưởng xấu trong tương lai. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, nhận được tiền lương tiền thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi Bình Dần, hỏa, nhận được sự tin tưởng và đầu tư của đối tác. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, hãy thử sức mình ở những lĩnh vực mới. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, nên quan tâm hơn đến các vấn đề về sức khỏe. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, khám phá ra năng lực tiềm ẩn của bản thân. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường xanh rêu, trắng, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão,
nhờ tam hội trợ giúp, người tuổi Mão biết đâu là cơ hội mà mình cần phải nắm bắt ngay lập tức. Vì thế, bạn không còn chần chừ do dự khi thời cơ xuất hiện trước mắt. Hôm nay, bạn có thể đạt được những sự phát triển nhanh chóng. Quý nhân xuất hiện sẽ truyền dạy cho bạn những kiến thức, kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy lắng nghe đối phương và sẽ có cái nhìn mới mẻ về nhiều vấn đề mà mình vẫn còn vướng mắc, từ đó có thể tìm ra được định hướng phù hợp. Theo Hải Thượng Lan Ông, ngày 18 âm lịch, nhân thân ở phía trong, cổ tay, phía trong đùi và âm hộ, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, biết cách thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, hãy nắm bắt cơ hội xuất hiện trước mắt. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, tìm ra hướng phát triển mới phù hợp. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, lắng nghe lời khuyên của những người đi trước. Con số may mắn 8, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, đen, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi hôm nay, mộc khắc thổ sẽ khiến cho người tuổi Thìn phải đối diện với nhiều đổ vỡ, tổn thương trong tình cảm. Do hai người đã quá lạnh nhạt với nhau trong suốt thời gian qua, nên mối quan hệ mới xuất hiện nhiều rạn nứt như vậy. Dù kết quả thế nào thì bạn và người ấy cũng cần phải đưa ra một câu trả lời chính xác. Nếu đồng ý hàn gắn thì đôi bên đều nên tích cực sửa chữa nỗi lầm. Thiên quan giáng họa, sự nghiệp của bạn mệnh cũng chẳng được yên bình. Bạn quá kiêu ngạo nên thường xuyên mâu thuẫn với những người làm lãnh đạo. Hãy chú ý hơn trong lĩnh vực truyền đạt ý kiến để không gây mất lòng đối phương mà ảnh hưởng tới phát triển sự nghiệp. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, phải đối diện với nhiều đổ vỡ hay tổn thương. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, vợ chồng thì không nên lạnh nhạt với nhau. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, hãy tích cực sửa chữa những sai lầm của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, dễ gặp mâu thuẫn với cấp trên. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy hạn chế việc tranh cãi với người khác. Con số may mắn 0, 3, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ Tí, Dần, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại mang lại, khiến cho công việc chẳng thể tiến triển suôn sẻ như ý muốn. Dù cố gắng đến mấy, dường như những rắc rối vẫn xảy ra liên tiếp khiến bạn dễ dứt đầu mẻ chán. Khi cảm thấy mọi việc vượt quá khả năng giải quyết của mình, bạn nên nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, chứ không nên lẳng lặng gánh vác một mình. Có thể sức mạnh của tập thể sẽ khiến cho những việc tưởng chừng khó khăn trở nên dễ dàng hơn. Nếu có ý định xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp tài thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn được thêm phần thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, hãy tập trung, cố gắng vào công việc của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, nên nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, hãy dũng cảm đối mặt với vấn đề. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, không nên cố gắng chịu đựng mọi việc một mình. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. Tử vi tuổi Ngọ, tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thậm chí còn dư ra thời gian để giúp đỡ mọi người xung quanh, khiến cho ai cũng yêu mến và tin tưởng. Bạn nên đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, chớ vội vàng hài lòng với thực tại. Bản mệnh vốn là một người tài hoa, vì vậy đừng ngại đối diện với thách thức. Kể cả khi bạn gặp khó khăn đi nữa thì xung quanh bạn cũng không thiếu người giúp đỡ. Mộc sinh hòa, người độc thân còn có một ngày đào hoa rực rỡ. Bạn dễ dàng gây được ấn tượng tốt với nhiều người khác phái. Hãy tìm một người thực lòng với mình và cho đối phương cơ hội, có thể cuộc sống của bạn sẽ sang trang mới. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, hãy đặt ra những nhiệm vụ có tính thách thức. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, đừng vội hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, hãy mở lòng đón nhận tình cảm của người khác. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Dần, Tỵ, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi hàng ngày
chính quan nâng đỡ, người tuổi Mùi nhận được sự đề bạt của cấp trên. Vì thế, khi được cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó để khẳng định vị thế, thì bạn hãy dũng cảm chấp nhận và thử sức, có thể kết quả sẽ khiến cho bạn phải tự hào. Tiếc rằng, mộc khắc thổ lại cho thấy tình cảm của con giáp này và người nhà không mấy yên bình. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nhỏ nhặt nào đó. Trước khi làm bất cứ hành động gì thì bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí của đối phương. Ngày 18 tháng 2 năm 2022 là ngày tam nương sát, ngày nay kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu có thể thì bạn nên lùi những công việc ấy sang thời điểm khác thích hợp hơn để gặp được nhiều may mắn. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy hãy sẵn sàng thử sức trong những nhiệm vụ khó. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa nhận được sự đề bạt của cấp trên. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ hãy lắng nghe cảm nhận và suy nghĩ của nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc không nên vội bắt tay vào làm những việc trọng đại. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, ghi, nâu, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân, khi đối diện với cục diện tương xung, người tuổi Thân cần hết sức bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề. Nếu bạn nóng nảy, thích làm mọi việc theo ý mình thì sẽ chỉ tự đẩy bản thân vào tình huống khó khăn hơn mà thôi. Bản tính ương bướng cũng khiến cho bạn không muốn lắng nghe lời khuyên của người khác. Tuy nhiên, đây là một việc hoàn toàn sai lầm. Người ngoài cuộc có thể sẽ có cái nhìn tỉnh táo và chính xác hơn. Hãy thử lắng nghe để có thêm những góc nhìn đa chiều hơn về vấn đề. Kim khắc mộc, những người chưa lập gia đình cũng gặp nhiều chuyện không như ý trong tình cảm. Cho dù bạn mở lòng với mọi người xung quanh, nhưng bạn lại khó có thể tìm được người phù hợp. Có lẽ bạn cần phải bình tĩnh, chờ lúc thích hợp hơn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy không nên nóng nảy khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa nên bình tĩnh để có những suy xét cho mọi vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ không nên ương bướng làm mọi việc theo ý mình. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc nên lắng nghe những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim khó mà tìm được người phù hợp trong chuyện tình cảm. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu, chính ấn đem tới cơ hội phát triển đầy triển vọng cho người tuổi Dậu. Vì thế, bạn hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã vạch ra từ trước đó. Khi có tham vọng và cố gắng hết sức mình, bạn sẽ gặt hái được thành công. Tuy nhiên, với người làm lãnh đạo, bạn nên lắng nghe quan điểm của cấp dưới nhiều hơn, chứ không nên chuyên quyền độc đoán. Hãy quan sát vấn đề dưới góc độ của người trực tiếp làm việc, như vậy bạn sẽ đưa ra được những quyết định chính xác. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng phía nam, phía trong nhà kho, phòng bếp và phòng của thái phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí đồ đạc hay tiến hành các công việc sửa chữa tại đây. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy chắc chắn và kiên định với quyết định của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa hãy bắt tay vào thực hiện những kế hoạch còn đang ấp ủ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ nên lắng nghe ý kiến của cấp dưới nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc chớ nên đưa ra những quyết định võ đoán. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim hãy đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn. Con số may mắn 0, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạc, xám, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất, thiên quan cản bước, người tuổi Tuất khó đạt được bước phát triển trong công việc vào ngày hôm nay. Dường như bạn bắt tay vào làm việc gì cũng dễ vướng phải khó khăn hay bất trắc. Trước khi oán trách thời thế, có lẽ bạn nên dành thời gian để đánh giá lại bản thân và những kế hoạch mà mình đã đặt ra. Khi phát hiện được điều gì chưa phù hợp, bạn hãy nhanh chóng tìm cách sửa chữa ngay, như vậy thì mọi việc mới có thể dần tiến triển. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia cũng không mấy hòa hợp. Bạn cần bất chút thời gian cho sự nghiệp để lắng nghe và trò chuyện với người ấy, giúp vợ chồng thêm phần thấu hiểu. Ngoài ra, bạn cũng không nên dồn hết mọi công việc nhà lên đầu đối phương. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hòa khó đạt được bước phát triển như mong muốn. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ dễ thờ ơ, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc cùng nửa kia xây dựng gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim đánh giá lại bản thân và các kế hoạch của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy hãy thay đổi những điểm chưa hợp lý. Con số may mắn 7, 4, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường nâu, đỏ, quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Dậu. Tử vi tuổi Hợi,
Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, nhị hợp giúp cho người tuổi Hợi gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Bạn nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh nên lại càng tự tin và tin tưởng hơn vào kế hoạch mình đặt ra. Bạn đang cố gắng hết sức mình và chẳng còn e ngại trước khó khăn. Trong chuyện tình cảm, bạn mệnh hòa hợp với nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn thấu hiểu và biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Chính nhờ vậy mà việc bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện. Hai người chính là cặp đôi khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực kiến là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng nên tránh động thổ. Nếu bạn đã lên kế hoạch những công việc phù hợp thì hãy thực hiện ngay, trở nên chần chừ, do dự mà bỏ lỡ mất thời cơ đáng quý. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ tự tin thực hiện những kế hoạch đã đặt ra. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc không ngại đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim hòa hợp với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy mối quan hệ tốt đẹp với gia đình. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tương trắng, xanh da trời. Quỷ nhân phù trợ Tý, Mão, Mùi. Đánh giá tử vi thứ 6 ngày 18 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Đó có thể là các tuổi Dần hay tuổi Ngọ. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất? Đó có thể là con giáp tuổi Thìn, con giáp tuổi Thân hay con giáp tuổi Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!